Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, chọn tuổi xông đất năm 2023, tuổi xông nhà 2023 hợp mệnh gia chủ để mang tới vận đỏ như son, may mắn ngập tràn, phúc quý dồi dào trong năm mới Quý Mão. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó. Để chọn người xông đất đầu năm được may mắn và tài lộc, ta căn cứ vào nguyên tắc sau. Chi hợp tuế niên, can hợp mệnh, tài quan ấn phúc, nhập nội đường, thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, xuân mãn càn khôn, phúc mãn môn. Người xông đất phải đảm bảo hai yếu tố sau. 1. Tuổi người xông đất phải hợp với năm thái tuế. Chọn người có địa chi lục hợp, tam hợp với năm. Năm 2023 Quý Mão chúng ta có các mối quan hệ, Mão và Tuất là nhị hợp, Hợi Mão Mùi là tam hợp. Chọn người có thiên can hợp với năm là Mậu Quý. Những người tuổi đẹp có thiên can Mậu bao gồm 1948 Mậu Tý, 2008 Mậu Tý, Mậu Dần 1998, Mậu Thìn 1988, Mậu Ngọ 1978, Mậu Thân 1968, Mậu Tuất 1958. 2. Tuổi người xông đất phải hợp với mệnh của chủ nhà, không được hình xung phá hại với thái tuế. Tuổi Dậu xung thái tuế, Mão trực thái tuế, Tý hình thái tuế, Ngọ phá thái tuế, Thìn hại thái tuế. Khi chọn tuổi xông nhà, ta phải chọn người có cuộc sống thịnh vượng, sức khỏe tốt, gia đình hòa thuận. Chọn tuổi xông đất tùy vào tuổi của gia chủ, can chi năm và mệnh mà lựa chọn tuổi người xông đất phù hợp. 2. Chọn người xông đất hợp mệnh chủ. Nếu muốn lợi cho công việc quan chức, công danh sự nghiệp thì chọn người có can hợp với can của mệnh chủ thành quan. Can khắc mệnh chủ khắc âm dương, đầu tiên ta xét những người có thiên can là giáp, bao gồm những người sinh năm 1984 giáp Tý, 1974 giáp Dần, 1964 giáp Thìn, 1954 giáp Ngọ, 1944 giáp Thân, 2004 giáp Thân, 1994 giáp Tuất. Những gia chủ tuổi Giáp chọn người xông nhà tuổi Đinh được thương quan. Tuổi Đinh bao gồm các tuổi 1997 Đinh Sửu, 1987 Đinh Mão, 1977 Đinh Tỵ, 1967 Đinh Mùi, 1957 Đinh Dậu, 2017 Đinh Dậu, 1947 Đinh Hợi. Trong đó tốt nhất là các tuổi 1987 Đinh Mão, 1977 Đinh Tỵ, 1947 Đinh Hợi, 2007 Đinh Hợi. Còn các tuổi 1987 Đinh Mão, 1957 Đinh Dậu và 2017 Đinh Dậu bị phạm thái tuế không nên xông nhà. Những người có thiên can giáp chọn những người tuổi Tân xông nhà được chính quan. Những gia chủ tuổi Tân bao gồm 1961 Tân Sửu, 1951 Tân Mão, 2011 Tân Mão, 1941 Tân Tỵ, 2001 Tân Tỵ, 1991 Tân Mùi, 1981 Tân Dậu, 1971 Tân Hợi. Những người tuổi này tuổi xông nhà tốt nhất là các tuổi 2001 Tân Tỵ, 1991 Tân Mùi và 1971 Tân Hợi. Các tuổi 1951 Tân Mão, 2011 Tân Mão và 1981 Tân Dậu bị phạm thái tuế không nên chọn. 2. Thứ hai ta xét những người có thiên can là Ất. Thiên can Ất bao gồm 1985 Ất Sửu, 1975 Ất Mão, 1965 Ất Tỵ, 1955 Ất Mùi, 2015 Ất Mùi, 1945 Ất Dậu, 2005 Ất Dậu, 1995 Ất Hợi. Những gia chủ tuổi Ất chọn những người tuổi Bính xông nhà được thương quan, tốt cho việc thăng quan tiến chức, củng cố địa vị. Những người thiên can Bính bao gồm 1996 Bính Tý, 1986 Bính Dần, 1976 Bính Thìn, 1966 Bính Ngọ, 1956 Bính Thân, 1946 Bính Tuất, 2006 Bính Tuất. Trong những tuổi này, tuổi xông nhà tốt nhất là tuổi 1986 Bính Dần, 1946 Bính Tuất và 2006 Bính Tuất. Các tuổi 1976 Bính Thìn, 1966 Bính Ngọ và 1966 Bính Tý bị phạm thái tuế không nên chọn. Những người thiên can Ất chọn những người thiên can Canh, ông nhà được chính quan. Những người thiên can Canh bao gồm những tuổi 1960 Canh Tý, 1950 Canh Dần, 2010 Canh Dần, 2000 Canh Thìn, 1990 Canh Ngọ, 1980 Canh Thân, 1970 Canh Tuất. Trong các tuổi này, tuổi tốt nhất là tuổi 1950 Canh Dần, 2010 Canh Dần, 1970 Canh Tuất. Các tuổi 1990, 2000, 1960 bị phạm thái tuế không nên chọn. 3. Thứ ba ta xét những người có thiên can là Bính. Thiên can Bính bao gồm 1996 Bính Tý, 1986 Bính Dần, 1976 Bính Thìn, 1966 Bính Ngọ, 1956 Bính Thân, 1946 Bính Tuất và 2006 Bính Tuất.
Những người thiên can Bính mà chọn những người có thiên can Kỷ xông nhà được thương quan, nên thiên can Kỷ bao gồm những tuổi sau: 1949 Kỷ Sửu, 2009 Kỷ Sửu, 1999 Kỷ Mão, 1989 Kỷ Tỵ, 1979 Kỷ Mùi, 1969 Kỷ Dậu, 1959 Kỷ Hợi, 2019 Kỷ Hợi. Trong các tuổi kỷ trên thì chọn tuổi 1989 Kỷ Tỵ, 1979 Kỷ Mùi, 1959 và 2019 Kỷ Hợi. Các tuổi 1999 và 1969 Phạm Thái Tuế không chọn. Thiên can Bính mà chọn những tuổi thiên can Quý xông nhà thì được chính quan. Những người thiên can Quý bao gồm những tuổi 1973 Quý Sửu, 1963 Quý Mão, 1953 Quý Tỵ, 2013 Quý Tỵ, 2003 Quý Mùi, 1993 Quý Dậu và 1983 Quý Hợi. Trong các tuổi quý trên, nên chọn những người tuổi Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Hợi, kiêng kỵ chọn những người tuổi Quý Dậu, Quý Mão vì bị xung Thái Tuế. 4. Tiếp theo ta xét đến những người có thiên can là Đinh, bao gồm những tuổi 1997 Đinh Sửu, 1987 Đinh Mão, 1977 Đinh Tỵ, 1967 Đinh Mùi, 1957 Đinh Dậu, 2017 Đinh Dậu, 1947 Đinh Hợi, 2007 Đinh Hợi. Thiên can Đinh mà chọn những người có thiên can Mậu xông nhà được chính quan, bao gồm các tuổi 1948 Mậu Tý, 2008 Mậu Tý, 1998 Mậu Dần, 1988 Mậu Thìn, 1978 Mậu Ngọ, 1968 Mậu Thân, 1958 Mậu Tuất và 2018 Mậu Tuất. Trong các tuổi này nên chọn những tuổi 1998, 1958 và 2018, kỵ các tuổi 1948, 2008 và 1978. Thiên can Đinh mà chọn những người thiên can Nhâm xông nhà thì được chính quan. Thiên can Nhâm bao gồm những tuổi 1972 Nhâm Tý, 1962 Nhâm Dần, 1952 Nhâm Thìn, 2012 Nhâm Thìn, 2002 Nhâm Ngọ, 1992 Nhâm Thân, 1982 Nhâm Tuất. Trong các tuổi trên thì chọn tuổi 1962 và 1982. 5. Tiếp theo ta xét những người có thiên can Mậu. Thiên can Mậu bao gồm những tuổi 1948 Mậu Tý, 2008 Mậu Tý, 1998 Mậu Dần, 1988 Mậu Thìn, 1978 Mậu Ngọ, 1968 Mậu Thân, 1958 Mậu Tuất, 2018 Mậu Tuất. Người thiên can Mậu mà chọn những người Ất xông nhà sẽ được chính quan. Những người thiên can Ất bao gồm 1985 Ất Sửu, 1975 Ất Mão, 1965 Ất Tỵ, 1955 Ất Mùi, 2015 Ất Mùi, 1945 Ất Dậu, 2005 Ất Dậu, 1995 Ất Hợi. Trong các tuổi này, tuổi đẹp nhất trong nhà là tuổi 1965, 1955, 2015 và 1995. Kiêng kỵ chọn tuổi 1975, 1945 và 2005. Những tuổi này bị phạm Thái Tuế. Người thiên can Mậu mà chọn người thiên can Tân xông nhà sẽ được thương quan. Thiên can Tân bao gồm những tuổi 1961 Tân Sửu, 2021 Tân Sửu, 1951 Tân Mão, 2011 Tân Mão, 2001 Tân Tỵ, 1991 Tân Mùi, 1981 Tân Dậu, 1971 Tân Hợi. Trong những tuổi này, tuổi đẹp nhất xông nhà là tuổi 2001, 1991, 1971. Các tuổi không nên chọn 1951, 2011, 1981 bị vi phạm Thái Tuế. 6. Tiếp theo ta xét đến những người có thiên can là Kỷ. Thiên can Kỷ bao gồm 1949 Kỷ Sửu, 2009 Kỷ Sửu, 1999 Kỷ Mão, 1989 Kỷ Tỵ, 1979 Kỷ Mùi, 1969 Kỷ Dậu, 1959 và 2019 Kỷ Hợi. Những người thiên can Kỷ mà chọn tuổi Giáp xông nhà sẽ được chính quan. Những người tuổi Giáp bao gồm 1984 Giáp Tý, 1974 Giáp Dần, 1964 Giáp Thìn, 1954 Giáp Ngọ, 2004 Giáp Ngọ, 1944 Giáp Thân, 2004 Giáp Thân, 1994 Giáp Tuất. Trong các tuổi trên, chọn xông nhà đẹp nhất là tuổi Giáp Dần, Giáp Tuất. Các tuổi 1984, 1964, 1954 không nên chọn vì xung với Thái Tuế. Những người thiên can Kỷ mà chọn tuổi Canh xông nhà thì được thương quan. Những người thiên can Canh bao gồm những tuổi 1960 Canh Tý, 1950 Canh Dần, 2010 Canh Dần, 2000 Canh Thìn, 1990 Canh Ngọ, 1980 Canh Thân, 1970 Canh Tuất. Trong các tuổi trên, tuổi xông nhà tốt nhất là tuổi Canh Dần. Trong các tuổi trên, tuổi xông nhà tốt nhất là tuổi 1950 và 2010 Canh Dần và Canh Tuất. Các tuổi 1960, 2000, 1990 bị phạm Thái Tuế không nên chọn. 7. Tiếp theo ta sẽ đến những người có thiên can là Canh, bao gồm những tuổi 1960 Canh Tý, 1950 và 2010 Canh Dần, 2000 Canh Thìn, 1990 Canh Ngọ, 1980 Canh Thân và 1970 Canh Tuất. Những người thiên can Canh mà chọn thiên can Đinh xông nhà năm 2023 Quý Mão thì được chính quan. Thiên can Đinh bao gồm
1997 Đinh Sửu, 1987 Đinh Mão, 1977 Đinh Tỵ, 1967 Đinh Mùi, 1957 Đinh Dậu, 2007 Đinh Dậu, 1947 Đinh Hợi, 2007 Đinh Hợi. Trong đó tuổi tốt nhất sông nhà là tuổi 1977, 1967, 1947, 2007. Các tuổi 1987 với 1957 bị phạm thái tuế không nên chọn. Những người thiên can canh mà chọn người thiên can quý sông nhà thì được thương quan. Những người thiên can quý bao gồm 1973 quý Sửu, 1963 quý Mão, 1953 quý Tỵ, 2013 quý Tỵ, 2003 quý Mùi, 1993 quý Dậu, 1983 quý Hợi. Trong các tuổi này có tuổi 1953, 2013, 2003, 1983 là những tuổi đẹp. Các tuổi 1993, 1963 bị phạm thái tuế không chọn. 8. Tiếp theo ta sẽ đến những người có thiên can là Tân, bao gồm các tuổi 1961 Tân Sửu, 2021 Tân Sửu, 1951 Tân Mão, 2011 Tân Mão, 2001 Tân Tỵ, 1991 Tân Mùi, 1981 Tân Dậu, 1971 Tân Hợi. Những người thiên can Tân mà chọn tuổi Bính sông nhà thì được chính quan. Tuổi Bính bao gồm 1969, 1996 Bính Tý, 1986 Bính Dần, 1976 Bính Thìn, 1966 Bính Ngọ, 1956 và 2016 Bính Thân, 1946 Bính Tuất và 2006 Bính Tuất. Trong đó tuổi sông nhà đẹp nhất là tuổi 1986, 1946 và 2006. Các tuổi 96, 66 và 76 bị phạm thái tuế ta không chọn. Những người thiên can Tân mà chọn tuổi Nhâm sông nhà thì được thương quan. Tuổi Nhâm bao gồm những tuổi 1972 Nhâm Tý, 1962 Nhâm Dần, 1952 Nhâm Thìn, 2012 Nhâm Thìn, 2002 Nhâm Ngọ, 1992 Nhâm Thân và 1982 Nhâm Tuất. Trong đó tuổi đẹp nhất là 1962 và 1982, các tuổi xấu là 1972, 1952, 2012, 2002. Đây là các tuổi bị phạm thái tuế không nên chọn. 9. Tiếp theo ta xét đến những người có thiên can là Nhâm. Thiên can Nhâm bao gồm những tuổi 1972 Nhâm Tý, 1962 Nhâm Dần, 1952 Nhâm Thìn, 2012 Nhâm Thìn, 2002 Nhâm Ngọ, 1992 Nhâm Thân và 1982 Nhâm Tuất. Những người thiên can Nhâm mà chọn người thiên can Ất sông nhà thì được thương quan. Tuổi Ất bao gồm 1985 Ất Sửu, 1975 Ất Mão, 1965 Ất Tỵ, 1955 Ất Mùi, 2015 Ất Mùi, 1945 Ất Dậu, 2005 Ất Dậu và 1995 Ất Hợi. Trong đó tuổi sông nhà tốt nhất là tuổi 1965, 2015, 1955 và 1995. Các tuổi còn lại như 1975, 1945 và 2005 bị phạm thái tuế không nên chọn. Những người thiên can Nhâm mà chọn người thiên can Kỷ sông nhà thì được chính quan. Người thiên can Kỷ bao gồm 1949 Kỷ Sửu, 2009 Kỷ Sửu, 1999 Kỷ Mão, 1989 Kỷ Tỵ, 1979 Kỷ Mùi, 1969 Kỷ Dậu, 1959 và 2019 Kỷ Hợi. Trong đó tuổi đẹp nhất để sông nhà bao gồm 1989, 1979, 1959 và 2019. Các tuổi còn lại như 1999, 1969 bị phạm thái tuế không nên chọn. 10. Tiếp theo ta xét đến những người có thiên can quý bao gồm những con giáp 1973 quý Sửu, 1963 quý Mão, 1953 quý Tỵ, 2013 quý Tỵ, 2003 quý Mùi, 1993 quý Dậu và 1983 quý Hợi. Người thiên can quý mà chọn người thiên can giáp sông nhà thì được thương quan. Thiên can giáp bao gồm 1984 giáp Tý, 1974 giáp Dần, 1964 giáp Thìn, 1954 và 2004 giáp Ngọ, 1944 và 2004 giáp Thân, 1994 giáp Tuất. Trong đó tuổi sông nhà tốt nhất là 1974 và 1994. Các tuổi khác như 1964, 1954, 1984 bị phạm thái tuế không nên chọn. Những người thiên can quý mà chọn thiên can Mậu sông nhà thì được chính quan. Những người thiên can Mậu bao gồm 1948 Mậu Tý, 2008 Mậu Tý, 1998 Mậu Dần, 1988 Mậu Thìn, 1978 Mậu Ngọ, 1968 Mậu Thân, 1958 và 2018 Mậu Tuất. Trong đó tuổi sông nhà tốt nhất là 1998, 1958 và 2018. Các tuổi còn lại như 1948, 2008, 1978 và 1988 bị phạm thái tuế và không nên chọn. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, sông nhà vẫn luôn là một vấn đề rất được nhiều người Việt Nam coi trọng. Nó thể hiện cho sự may mắn và tài lộc trong năm mới. Bởi vậy chúng ta nên lưu ý để chọn ra được những tuổi sông nhà tốt đẹp nhất. Hy vọng những thông tin trên đã cung cấp đầy đủ thông tin hữu ích mà gia chủ cần tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình hôm nay. Và quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.